Cố tình che mặt rồi mà thấy gì sao mà biết là trai được biết chưa? Che mặt vậy Nói không có thật lòng rồi. ủa anh che thì nhìn thấy bề ngoài nó đẹp trai thì nó đẹp trai, che thì che chứ. Có bao giờ em biết em đẹp trai đâu. Thì em khen nè, phần lâu nào mà em muốn lâu lâu khen khen bởi mình vậy vậy là rõ ràng không, mấy phần lần nào trước cái gặp em cái gì không à, có đẹp trai gì đâu thì anh đẹp thì em nói đẹp, không đẹp thì nó không đẹp. à, anh đẹp thiệt phải không? Chứ không lẽ anh không đẹp mà em khen đẹp thì em dối lòng em làm sao, Dữ thì em cái gì nào cũng thật hết trơn. phải không? Vậy mà gần Người cả chục thật, năm việc thật. nay bữa nay nghe được cái câu này có sức động. Là anh thưởng cho nha, Hả? thưởng cho Thưởng gì? em muốn thưởng gì anh thưởng cho Anh thưởng gì cho em? em muốn thưởng anh ớ anh muốn anh thưởng cái gì? Anh nói anh thưởng, anh có gì anh thưởng đó, em đâu có đòi hỏi. Anh chỉ có thân xác này thôi, ngoài ra anh còn được 10.200 xác đó em không dám nhận. Vậy em mới nhận cái gì? Của cải vật chất hả? À? Xe thì anh không có rồi đó, có tiền lương công nhân thôi. Không phải là em không nhận mà em không dám nhận. Sao không dám nhận? Nhận đi mà cho anh vui, Biết làm sao mà nhận, để lát anh chuyển khoản nhé. Biết thân xác đó làm sao mà nhận? Thân xác hả? Hàng Việt Nam chất lượng cao. Phải không à? Còn Em bà xài công thử. dân hả? Em xài thử không? Cho thử, nhưng mà thử phải chịu trách nhiệm nha, nếu Em đúng như thử. sự Thì à, em còn đó xài không? được như ý là em biết chất lượng cao rồi em sẽ nhận, còn không không chất lượng kém thì trả lại. Trả gì này sản xuất rồi nhận đi, nhận quà đi chứ, anh lúc nào sẵn sàng trao hết á. Cho bằng cách nào, thử bằng cách Thì em muốn lấy sao, kiểu sao là chỉ ví dụ là giao hàng tận nơi hay là ship gì, miễn phí ship gì thì đó bây giờ tới nơi rồi nè, giao luôn đi. ấy thì giao luôn đó, nhận đi, vô nhận đi mà đứng đó ngồi đó hoài kỳ lắm. Từ từ Nó thấy không, thấy không, nói rồi kia từ từ. Sao gì dính răng vậy? Không lẽ mới nó sẽ phải nhận chưa ăn đâu mà dính răng. Cộng gì nó dính. Cắn cộng dây thì nó không dính. Làm gì cái cắn cộng dây vậy? Làm gì mà cắn cộng dây, nói nghe coi. Thì cộng dây không có gì chắc thì dùng răng cắn. Cái người giao giao quà mà nó hồi hộp, nó hào hứng như trường hợp này, mà sao người nhận quà sao thấy bình tĩnh dữ ta? Tại vì biết thế nào cũng thuộc về em chứ. Không cần gì đâu. Không cần làm gì nó cũng đến mà. Thời tới cản không kịp chứ gì. Thời tới cản không nổi. Về hồi nào nói về kể rồi mà. Em hỏi anh về về quê hồi nào á? Thì mới về tới luôn á, vừa đáp xuống tới quê là điện cho em mà liền luôn á. Thấy nhà chưa? Chưa mà nhà cửa gì tới nay không còn nhà cửa hết trơn, giờ em cho nở ké nữa. nhà giờ hết tiền luôn rồi, hết nhà luôn rồi. Đó, Nhà tới thì giờ đừng có than ơi, đừng than ơi. than Than gì thì đừng than. than gì em mới cho ở. Không, em không chịu đâu. Vậy không lẽ ngồi gì hoài quá gì? Làm gì giờ? Nhận quà cua quà coi hàng đi nè, Gấp kìa. được không được người ta trả gì nó sản xuất nữa, Gấp gáp gì nữa. gấp chứ. Anh đang gấp lắm rồi đó, em gấp cho anh gấp chứ lắm rồi. Nhà sản xuất lâu quá là hết hạn sử dụng, ba không có nhận qua đâu. Để mấy người đó vô đó. Ta vô rồi, ta không nhìn gì mình đâu. Bún em lên đó hả? Ừ.
hàng mạnh mà hàng chất lượng dễ không. Mấy cái phòng gâu gâu mấy cộng bạc nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 cộng bạc nhỏ để anh chi để cho người ta biết mình có câu bạc. Cái câu bạc thì còn cái gì bạc nữa không, không biết nữa. Có những chỗ mình nhìn không thấy nhưng có bạc không thì nhìn không thấy, mình nhìn không được, sống được không được, được mà sao được, bụng đâu có phệ đâu nhìn không được, có chỗ nó nhìn đâu tới. Mấy kiến mà khi nó làm chỗ nó có cái nó che lại mình không thấy. Có nhìn chưa? Chưa. Chốt lên chưa? Chốt rồi thì đưa số điện thoại. Sao? Con gì vậy? Có con gì đây? Chỉ có con anh thôi. Em có thấy con gì? Thấy à, là cảm thấy. Cảm thấy. Này là tay em nè, má. Ca chưa nè. Biết bao lâu rồi nghe. Thì đó, bây giờ nó ảnh hưởng được một cái là có bài đó. Kỳ vậy. Nó nhỏ nhỏ vậy á. Nhớ cờ Facebook cái gì ta? Sáng nổi tiếng gì đó. Bữa tháng bởi chung từ bữa thay bị trẻ phát gì đó. Trời đó quá luôn, con cực quá luôn á. Đi làm về mệt. Chào phê cho bây ủ mẹ ơi. Con gì á? Con gì đâu mà đừng bận tâm tới nó. Hết hồn.